sâu quá, mà cái đất hùng mình ở đây nó có thành phần sét, do đó là khi trồng cây này mà không có cái phần dương lên trên nó tạo ra một cái lớp màng ở bên trên, nó đóng két ở bên trên. Đã thấy anh có ngửi thấy mùi không? Thối luôn, ngửi thấy mùi luôn. Nó bị úng quá. Nó bị úng đấy, tất cả rễ này bị úng. Không, sâu quá, mà cái đất hùng mình ở đây nó có thành phần sét, do đó là khi trồng cây này mà không có cái phần dương lên trên trên á, cái phần sét này là nó tạo ra một cái lớp màng ở bên trên, nó đóng két ở bên trên. Đã thấy anh có ngửi thấy mùi không? Thối luôn, ngửi thấy mùi luôn. Nó bị úng đấy, tất cả rễ này bị úng này. Cái đất này đất săn lấp mà, trời ơi, nó có động. Mà dưới này các ông ấy trồng toàn cho trấu, không có tí sơ dừa nào. Anh có thấy không? Cao bao nhiêu? Có được tưới nước rồi, đẹp rồi. Đấy, đây là cây lộc vừa vùng vai chúng tôi mới thành thế. Này chúng tôi tiếp tục xử lý lại, trời nắng rất là to. Cái này tí khả năng phải kiếm cái bao quấn nhẹ ở đây cho nó mát, cho nó ra dễ nhanh. Ok, đẹp, rất đẹp, rất phù hợp rồi.